Cường Audio xin chào bạn. Hôm nay Cường Audio sẽ giới thiệu các bạn một chiếc micro mới của bên mình. Đó là chiếc Tianjun T680. Nhìn rất đẹp mắt đúng không? Ok, mình sẽ giới thiệu qua nhé. Mặt trước các bạn có thể nhìn thấy là chiếc Tianjun T680 này. Đây là mã QR code của sản phẩm và mã vạch các bạn có thể cào ở đây đó, mình không cần thiếu nữa. Tiếp theo bên cạnh là một số cơ bản của chiếc micro này. Ở mặt sau là micro Tianjun T980. Đây là nó sẽ giới thiệu các sản phẩm khác nhé. Cạnh bên này các bạn có thể nhìn thấy ở đây nó sẽ giới thiệu ba loại sản phẩm, đó là T660, T980 và T680. Thì đây là dòng sản phẩm màu xanh TI680, các bạn nhìn thấy. Và màu sắc thì bên này nó có rất nhiều màu. Đây, T680 có màu hồng này, màu trắng này, màu xanh, màu đen, màu đỏ. Đây, bên này các bạn có thể nhìn thấy rất đa dạng đúng không? Bạc, hồng, trắng, xanh, đỏ, đen, tím. Đây là đây. Ok, bây giờ mình sẽ mở hộp sản phẩm này. Thì với sản phẩm TI680 thì sẽ có 5 màu các bạn lựa chọn như hình, các bạn có thể nhìn nhá. Ok, bây giờ mình sẽ mở. Thì nguyên tắc mở thì các bạn cứ xem bên cạnh thôi, nó sẽ có chữ Open cho các bạn mở. Ok, thì bên trên sẽ có một lớp bông mút tương tự với các dòng sản phẩm, sẽ là để chống sốc khi di chuyển vận chuyển. Tiếp theo là một tờ giấy hướng dẫn, một tờ giấy thông số sản phẩm, và đằng sau đó là tem giấy bảo hành chính hãng Tianjun. Bên trong này nó sẽ có một chiếc bông lọc âm, một chiếc dây kết nối XLR 3.5 tương tự rất nhiều với các dòng sản phẩm của Tianjun, một chiếc shock mount bằng kim loại, tiếp theo đó là một chiếc mic. Ok, bên ngoài đó là có một lớp túi chống sốc này, túi nỏ bóp chống sốc, mình sẽ bỏ ra. Bên trong tiếp sẽ có một túi đựng và túi hạt chống ẩm trong quá trình vận chuyển cũng như là cất giữ. Đúng là chiếc màu xanh thật, đó là Tianjun T680. Nhìn bên ngoài rất là vừa tay, các bạn có thể nhìn thấy cầm rất là vừa tay, chắc tay. Thoạt nhìn các bạn có thể nhìn thấy trông rất giống với Libra Blue LDK600 hoặc là BM800 chẳng hạn. Đó, rất là nhìn kiểu dáng rất giống, nhưng nó sẽ nặng hơn rất là nhiều, nặng hơn, chắc tay hơn, màu sơn nó cũng mịn hơn. Các bạn ví dụ nhìn các bạn sờ cái loại Libra Blue K600 ấy thì sờ rất là mướt tay, nhưng mà cái này sẽ sần, các bạn nắm chắc hơn, tránh mồ hôi. Ở bên trên sẽ là có một lớp mạ bạc, bên trong này nó sẽ có một hai lớp màng lưới chắc bên ngoài và màng lưới bên trong để giúp bảo vệ mic cũng như là tránh cái phần nước bọt hoặc là va chạm. Bên dưới này nó cũng là một lớp kim loại sáng, chỗ này cảm giác rất là 3.5, mình cảm nhận cầm cái này nó chắc tay, rất là chắc tay. Kiểu dáng thì rất là phổ biến với các dòng sản phẩm micro. Ok, thì một sản phẩm micro Tianjun T680 sẽ bao gồm mic T680, bông lọc âm, dây kết nối XLR 3.5, shock mount và kim loại. Thì để đặt hàng sản phẩm này, các bạn có thể liên hệ mình qua website cường audio.com để tham khảo rất nhiều các dòng sản phẩm.
của mình, hoặc các bạn nhắn tin cho mình qua Facebook fanpage là facebook.com/cường_europet, các bạn nhắn tin cho mình để có mình tư vấn cho các bạn một số dòng sản phẩm phù hợp với túi tiền. Các bạn có thể thu âm live stream kết hợp với các dòng sao cạc, ok, hoặc các bạn có thể gọi điện trực tiếp cho mình qua số điện thoại 0976508260 để đặt hàng sản phẩm. Mình lưu ý là các bạn nên nhắn tin cho mình qua Facebook thì mình sẽ trả lời các bạn cách nhanh nhất hơn, cũng như là trực quan hơn là gửi cho bạn một số video hình ảnh. Thì các bạn đang xem kênh YouTube này của mình thì bạn cũng lưu ý là đăng ký kênh YouTube để không bỏ lỡ bất kỳ một cái dòng sản phẩm nào, cũng như là các video cover từ khách hàng, từ cộng đồng Cường Audio, yêu âm nhạc, yêu ca hát. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn tại những video tiếp theo của Cường Audio. Xin chào.